tên là Mai Thảo Nguyên. Con học trường Phù Đổng quận 6. Nhà con ở Hồ Chí Minh. Con 7 tuổi. Có 3 ước mơ. Con thích hát, con thích đọc sách và con thích bán những đồ giải giả. Con thích bán đồ giải giả bởi vì con có thể làm được những que tính như vậy cho các em bé, rồi có thể làm ra những chiếc bánh kem để cho các em chơi đồ hàng. Cái que tính này thì con làm trong vòng 15 phút. Còn chiếc bánh kem bự này con làm đến 5 tiếng tại vì nó có rất nhiều chi tiết nhỏ. Tại vì con thấy làm những cái này rất là bổ ích. Con muốn mở shop tên là Teddy. Con sẽ bán những cái que tính và những cái bánh kem để cho các bạn nhỏ mua tặng cho ba mẹ và thầy cô và em của mình.